À, thầy tiếp tục hướng dẫn Hiếu cái bài tập về probabilities, bài tập về xác suất ở trang 523, cái tài liệu ôn thi nguyện thi IB. The degrees random variable A and B are independent and have the distribution. Hai cái biến ngẫu nhiên và rời rạc A và B là độc lập với nhau và có hai cái bảng phân bố xác suất như đây. The random variable C is the sum of one observation from A and one observation from B. Cái biến ngẫu nhiên C là tổng của một cái từ A, một cái giá trị quan sát được từ A và một cái quan sát được từ B. Thứ nhất, so that probability at C equal 3 equal 5 over 18. Chứng minh rằng xác suất để xảy ra biến cố C bằng 3 là bằng 5 phần 18. Và B, V, Tabulate the probability distribution for C. Hãy lập cái bảng phân bố xác suất của biến cố C. Chúng ta giải nó như sau nhé. Đây, ta phải chứng minh rằng cái biến cố xảy ra biến cố C. Thế thì C là một cái biến cố event, một cái biến cố, một sự kiện mà có được từ 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 một cái ở A và một cái ở B. Thế thì chúng ta thấy là C mà bằng 3 thì có thể là A bằng mấy? A bằng 1 và B bằng gì? B bằng 2. Đúng không? Cũng có thể là B bằng A bằng 2, B bằng 1. Thì tổng của nó với bằng bằng 3 được nhá. Cho nên ta sẽ có là xác suất xảy ra cái biến cố C bằng 3 là bằng xác suất xảy ra biến cố A bằng mấy? A bằng 1. A bằng 1 và đồng thời B phải bằng mấy? B bằng 3. Và chúng ta nhớ là A và B là independent. Hai cái độc lập với nhau. Hôm trước ta phân tích về cái quy tắc cộng và quy tắc nhân, khi hai cái nó độc lập với nhau thì xác suất xảy ra hai biến cố đó là nhân với nhau nhé. A đã bằng 1 thì B phải bằng 2. Đây là kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai là A bằng 2, B bằng 1. Thì chúng ta dùng cộng A bằng 2 nhân với B bằng 1. Đấy. Ở đây thì chúng ta lại dùng cộng chứ không dùng nhân được. Vì một khi đã xảy ra cái kịch bản là A bằng 1, B bằng 2 thì không thể đồng thời xảy ra cái kịch bản A bằng 2, B bằng 1 được nhé. Cái này phải đồng thời với nhau này. Một khi A đã bằng 1 thì bắt buộc B phải bằng bằng 2. Đấy. Cho nên chúng ta sẽ có này, xác suất xảy ra biến cố A bằng 1 là mấy? A bằng 1 là 1 phần 3. B bằng 2 là mấy? Đây, 2 phần 3. Cộng với xác suất xảy ra biến cố A bằng 2. A bằng 2 là 1 phần 3. Xác suất xảy ra biến cố B bằng 1 là 1 phần 6. Nhân với nhau thì rút gọn thì nhỉ, chỗ này sẽ là 2 phần 9 này cộng với 1 phần 18 này. Thế không? Rút gọn sẽ được nó đúng bằng 5 phần 10, 18. Thế là xong. Đấy là ý A, ý B. Người ta bảo là lập cái bảng phân bố xác suất xảy ra biến cố C. Đấy, thế thì C có thể xảy ra những kịch bản nào? C có thể bằng bao nhiêu? Vì một cái từ A và một cái từ B mà. Cho nên là A bằng 1, B bằng 1, A bằng 1, B bằng 2, A bằng 1, B bằng 3. Hoặc là B bằng, A bằng là mấy nhỉ? A bằng 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 2, B bằng 1, A bằng 2, B bằng 2, A bằng 2, B bằng 3. Tương tự như vậy thì A bằng 3, B có thể bằng 1, A bằng 3, B bằng 2 hoặc A bằng 3 thì B cũng bằng 3. Như vậy các giá trị mà C có thể nhận là bao nhiêu? Chúng ta đặt cái bảng này trước đã này. Những cái giá trị mà C có thể nhận này. C nhá, xác suất để xảy ra biến C bằng C nhỏ này. C tối thiểu là phải bằng 2, khi đó A bằng 1, B cũng bằng 1. C có thể bằng mấy? C có thể bằng 3. Khi A bằng 1, B bằng 2 hoặc A bằng 2, B bằng 1 thì tổng là 3. C có thể bằng mấy? C có thể bằng 4. Khi nào? Khi A bằng 1,
B bằng 3 hoặc A bằng 3, B bằng 1 hoặc A bằng 2, B bằng 2 thì C sẽ bằng 4 đúng không? C có thể bằng 5 không? Có chứ nhỉ? C bằng 5 khi nào? Đấy, A không thể bằng 1 được đúng không? A bằng 2, B bằng 3 hoặc A bằng 3, B bằng 2. Đấy, thì C hoàn toàn có thể bằng 5 được. C bằng 6 được không? C bằng 6 khi A bằng 3 và B bằng 3 nhé. Thì bây giờ ta mới điền các cái giá trị vào các ô này. Thứ nhất, xảy ra biến cố C bằng 2. C bằng 2 khi nào? Khi đồng thời A phải bằng 1, B cũng bằng 1. A bằng 1 và B cũng phải bằng 1. Hai cái biến cố A và B này độc lập và cùng xảy ra thì nó phải là nhân chứ không được cộng nhé. À, biến cố A bằng 1 là 1 phần 3. Biến cố B bằng 1 là 1 phần 6. Thì đã được 1 phần 18. Ta điền 1 phần 18 vào đây. Rồi. Xác suất xảy ra biến cố C bằng 3. C bằng 3 khi nào? C bằng 3 khi A bằng mấy? A bằng 1, B bằng 2 hoặc A bằng 2, B bằng 1. Ta vừa mới phân tích và làm ở cái ý A rồi. Thì đã có kết quả ngay từ câu A ra tiền. Thôi, ta không trình bày nữa. Và điền luôn đề bằng 5 phần 18. Xác suất xảy ra biến cố C bằng 4. C bằng 4 khi A bằng 1, B bằng 3. Nhân với biến cố B bằng 3. Đó. Kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai là xác suất xảy ra biến cố A bằng 2 và xác suất xảy ra biến cố B khi đó đồng thời cũng bằng 2. Kịch bản thứ ba là xác suất xảy ra biến cố A bằng 3 và đồng thời B đó phải bằng 1. Nên chúng ta sẽ có xác suất xảy ra biến cố A bằng 1 là 1 phần 3, B bằng 3 là 1 phần 6, cộng với xác suất xảy ra biến cố A bằng 2 là 1 phần 3, với xác suất xảy ra biến cố B cũng bằng 2 là 2 phần 3, cộng với xác suất xảy ra biến cố A bằng 3 là 1 phần 3, và xác suất xảy ra biến cố B bằng 1 là 1 phần 6. Vậy ta sẽ được là 1 phần 18 này, cộng với 2 phần 9 này, và cộng với 1 phần 18. Thì chỗ này sẽ có 3 đến là 6, 6 cộng với 1 là 8, 8 phần 7, 8 phần 18, 8 phần 18. Nha. Ta cứ để luôn 8 phần 18 để chung tất cả các mẫu là 18 được, không nhất thiết phải rút gọn về 4 phần 9 đâu. Rồi, xác suất xảy ra biến cố B còn là 5, thì xóa cái bảng đó nhé. Xác suất xảy ra biến cố C chứ nhỉ, C còn 5. Xác suất xảy ra biến cố C bằng 5. C bằng 5 khi A không thể bằng 1 được, đúng không? A chỉ có thể tối thiểu là bằng mấy? A bằng 2. Đồng thời nếu A đã bằng 2 thì buộc B phải bằng mấy? B không có cách nào khác là bằng 3. Đấy là kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai là A bằng 3, B lại bằng 2. Xác suất xảy ra biến cố A bằng 3 và B bằng 2. Nhớ là A và B là độc lập cho nên chúng ta dùng cái phép nhân nhé. Bằng xác suất xảy ra biến cố A bằng 2 này, A bằng 2 đây, 1 phần 3. Xác suất xảy ra biến cố B bằng 3, B bằng 3 đây, 1 phần 6. Cộng với xác suất xảy ra biến cố A bằng 3 là 1 phần 3. Nhân với xác suất xảy ra biến cố B bằng 2 là 2 phần 3. Thì sẽ được kết quả là 1 phần 18 cộng với 2 phần mấy nhỉ? 2 phần 9. Thì chỗ này trên thứ 2 thì cần 5 phần 18. 5 phần 18. Đến kia xác suất xảy ra biến cố 6. 6 thì chỉ có thể kịch bản là probability C equals 6. Xác suất xảy ra biến cố C bằng 6. C bằng 6 thì A phải bằng 3 và B đồng thời cũng phải bằng 3. Vậy nó sẽ là tích của hai cái xác suất A bằng 3 và B bằng 3. A bằng 3 nhé. B bằng 3. Thì nó sẽ bằng A bằng 3 là 1 phần 3. B bằng 3 là 1 phần 6. Vậy sẽ được 1 phần 7. 18. 1 phần 18. Ok chưa? Đấy, tôi kiểm tra xem có đúng không nhỉ? 10. Rồi.
Có cái gì đó. Tôi kiểm tra lại xem các phép tính có đúng không nhé. Vì 1 phần 18 này cộng với 5 phần 18 cũng 8 phần 18 cũng 5 phần 18 cũng 1 phần 18 thì nó thành 20 phần 18 mất rồi. Nó vượt quá 1. Không biết là có chỗ nào chúng ta tính nhầm hay không. Tôi kiểm tra lại đi. Xác suất xảy ra biến cố C bằng 2. 2 thì chỉ có thể là A bằng 1, B bằng 1 thôi. A bằng 1, B bằng 1 là 1 phần 3 nhân với 1 phần 6 thì 1 phần 18, đúng rồi. Xác suất xảy ra biến cố C bằng 3, C bằng 3 thì 5 phần 18, tôi đã chứng minh rồi. Xác suất xảy ra biến cố C bằng 4, 4 thì là A1, B3, A2, B2, A3, B1, ta lần này kiểm tra nhé. A1, B3, A2, B2, A3, B1. A1 là 1 phần 3, B3 là 1 phần 6, đúng. A2 là 1 phần 3, B2 là 2 phần 6, đúng. A3 là 1 phần 3, B, B phần mấy nhỉ? A đã 3 thì B chỉ có thêm 1, thì bằng 1 phần 6, đúng. Chúng ta có 1 phần 18 này, 2 phần 9 này, 1 phần 18 này. Thì chỗ này là nhân với 2, 2 x 2 là 4. 4 cộng với này 1 cộng với 1 nữa, chỗ này chỉ là 6 thôi. Cái xác suất xảy ra biến cố C bằng 4 nhé. C bằng 4 thì em sửa lại cho thầy 6. Đấy. Vì the sum of probability is 1. Tổng tất cả các cái xác suất của các cái sự kiện có thể xảy ra phải là một cái biến cố chắc chắn, chứ nó phải bằng 1 nhé. Trên cộng cái này bằng 1. Do vậy mà sau khi ví dụ như em tính mà xác suất xảy ra các biến cố C bằng 2, 3, 4, 5 rồi, thì đến xác suất xảy ra biến cố bằng 6 thì em có thể lấy 1 trừ đi tổng cái này cũng được. Đấy là cái bài số 10 trang 523.